chiến tranh thế giới thay phơi đó. Dạ. Nghĩa là cái chiến tranh thế giới đó, tức là tôi đã nói rồi. Dạ. Không bao giờ mà chạy thoát. Và bây giờ tôi nói thiệt với quý đồng đạo đó, tôi nói câu này không biết nó có hại gì tôi không, nhưng mà tôi thấy trước mắt rồi, chắc dạ, không có cái thời cuộc mình là mình cái nói, thời cuộc này mình nói rõ ràng rồi, thấy trước mắt rồi đó. Dạ. Là không tránh khỏi nguyên tử. Dạ. Tôi bảo đảm 100% không tránh khỏi nguyên tử. Rồi. Là cái thế giới thứ ba này đó, thế giới ai ta cũng sợ. Dạ. Ta sợ thế giới thứ ba mà người ta cũng là khuyên lên là nước này nước kia để mà ngừng bắn mà nó không chịu ngừng. Yeah. Nó không chịu nghỉ. Rồi tôi hỏi ông rồi làm sao? Ta biết là cái chuyện xảy tới đó là nó sẽ có. Mà bây giờ mình nói chính xác ra đi, là cái cơ của Phật trời đã định sẵn như vậy rồi, nghe là Đức Thầy đã có nói trước đúng, rồi đúng, mà. Đúng. Bởi vì đó, theo tôi nghĩ đó, cái thứ nhất đây đó là bé Tường Lam này đó, nó là một cái người tu đã gian dở cái đời tu của nó, cái kiếp trước qua rồi. Yeah. Nó không đủ điều kiện để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy mà khi mà nó bỏ xác xuống rồi đó, thì bây giờ thấy thời gian còn là có thời gian này cho nó lên đây để nó nhắc nhở bà con. Nó sáng suốt, bởi vì đó, khi cái người tu hành đó, đi xuống dưới đó, biết tu hành đi xuống dưới đó, nó khỏe lắm nha huynh đệ. Yeah. Nó khỏe lắm bà con ơi. Mà ông vị hỏi đây thì buộc lòng tôi phải nói. Yeah. Tôi nói rồi tôi chứng minh lời thầy chứ không phải là. Yeah, yeah. Mà bây giờ không chứng minh lời thầy, tôi nói đây là cái lời của tôi rồi. Yeah, yeah. Rồi sao có giá trị đó, thầy nói đó. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bể ngọc long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Cái người mà tu hành mà biết niệm Phật ăn chay, không đủ điều kiện giảng sanh, thì khi chết xuống dưới được Đức Diêm Chúa cũng yêu mến nữa. Vì vậy thì cái cháu này xuống dưới, sau khi cháu xuống dưới đó, người ta thường thường ta nói là cho uống những cái này cái kia để chi, để nó quên đi cái đời cái kiếp qua rồi. Mà bây giờ không cho nó uống thì nó cũng vẫn còn nhớ, tâm trí nó còn sáng suốt. Thì bây giờ lên đây là nó sáng suốt rồi, nó nhắc nhở cho bà con đó là tu hành. Chứ còn sự thật tôi thấy rõ thì cái thứ nhất đây đó là cũng một phần về cha mẹ nó để rồi bắt clip bắt mạng cho nó nghe, hoặc giả là lấy kinh cho nó học cho nó thuộc đi, rồi để tạo cái tiền đề mà để đi đưa lên vậy, cho làm cho cháu đây nó có cái uy tín. Chứ nó cháu này tôi nhận định thì không phải là một vị Phật nào, không phải một vị nào mà trở xuống đây, mà cháu cũng vẫn một đứa bình thường, nhưng mà nó cao hơn các cháu kia là nhờ có một cái là nó đã có học qua rồi, nó có biết qua rồi. Vì vậy mà bây giờ nói tới đạo là nó đã nhớ, nó có cái tâm đạo rồi, nó có cái duyên với đạo rồi, nói tới đạo nó nhớ rồi, nó khuyên người này tu hành, người kia ăn chay, người kia làm này nọ, đó là cái điều tốt, không có sao. Nhưng mà đặc biệt đừng có tôn vinh nó là một vị Phật giáng phàm hay gì, cái này nó không có đúng. Tôi chỉ có nhận định là bao nhiêu lời đó thôi. Thì cũng xin trả lời với vị hỏi đây và bà con nghe. Vậy thì chúng tôi đến đây cũng xin kết thúc cái câu trả lời. Nếu thấy có gì thì xin hỏi thêm, còn không có thì cảm ơn Quỳnh Sáu rất nhiều. Bởi vì đây là một cái hiện tượng nóng trên mạng xã hội. Yeah. Mà người ủng hộ thì có, người phản biện thì có. Yeah. Người phản biện thì nói là dàn dựng, nhưng mà nếu đứa bé như vậy mình dàn dựng như vậy có được không huynh Sáu? Thưa người ta dạng dài công lao thì được đó huynh đệ. Nếu như cái người mà ta cố tình ta dàn dựng thì ta phải có công lao sau dày được, chứ không phải không được. Bởi vì cái đứa bé này mặt mày nó sáng suốt nè, thì là tâm trí nó cũng sáng nè, cái sự ăn nói nó rất là gọn ghẽ ngon lành đó. Con nhỏ này là dàn dựng nó được đó. Nhưng mà tôi thì tôi chưa dám nói cái dàn dựng.
Nhưng mà có người ta nói gì thì có nhiều, nhiều khi ta nghi vậy, có nhiều khi cũng hơi trúng hơi, phải không? Đó. Chứ còn sự thật ra thì tôi nãy giờ tôi không có nói dàn dựng dàn gì, nhưng mà cháu này thì tôi dám nhận định lại một lần nữa thì cháu đây thì hơn các cháu nhỏ tuổi của cháu mà thôi. Đó, có nhiều khi lớn hơn người, nó cao hơn người nữa là tại vì cái sự hiểu biết của cháu nó cũng biết đó. Chứ còn nói dàn dựng hay là nói gì thì tôi không có nói. Nhưng mà cháu đây thì tôi xác nhận lại một lần nữa là không phải thần tiên gì mà giáng xuống đây. Mà cháu là một người cũng như các em bé khác, nhưng mà nó hơn, có một cái là cái cuộc đời nó gian dở tu hành. Vì vậy mà bây giờ nó trở lại giống như nó ôn lại thôi chứ nó khỏi học. Nó vậy ha. Vậy thì kết thúc vấn đề lại là đứa bé này là mình cũng quan nghênh là nó là được. Tôi cũng quan nghênh. Quan nghênh nó làm cái điều tốt để cho nhắc nhở cho bà con. Đứa bé bị lớn mà ta còn biết làm phước làm gian, ta biết ăn chay, ta tu hành, chẳng lẽ mình tuổi 76 như thế này mà thua nó hay sao? Đáng chứ. Cái này là cũng tốt đó. Cái này tôi chấp nhận. Nhưng mà cái vấn đề nhận định lại là cháu cũng bình thường với các Các vậy thôi. Cảm ơn lời chia sẻ rất chân thật và rất hay. Cảm ơn quân Sáu nha. Cũng gốc ngày thượng đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề. Khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Nghĩa là bây giờ chúng ta đó là thiện niệm, tức là chúng ta chuyên niệm, chuyên niệm mà Đức Thầy đó đã lãnh lệnh của Đức Phật A-di-đà. Đức Thầy đem cái pháp môn trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật mà đem ra để dạy tín đồ Ngài. Nghĩa là Đức Phật có hứa trong cái 48 lời đại nguyện, mà cái lời thứ 18: chúng sanh nào lúc lâm chung nhớ đến danh hiệu ta niệm từ 1 đến 10 tiếng, ta sẽ rước chúng sanh ở về nước ta. Ta không rước, ta không giữ ngôi chánh đẳng chánh giác, tức là sợ mình không tin. Ta không rước các người niệm Phật mà ta không rước, ta không thèm làm Phật, thấy không? Cô bác cứ yên tâm, các em cứ yên tâm mà lo tu hành niệm Phật đi. Rồi Đức Phật đã hứa vậy là không có sai đâu, thấy không? Vì vậy mà Đức Thầy có cái câu đó: A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức, kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Nghĩa là kiếm đạo màu á mới nhờ được nha quý bà con cô bác anh chị em xa gần. Còn kiếm vàng kiếm tiền đó là khó mà hưởng được nha bà con cô bác anh chị em. Thầy nói đây là có ngăn có nắp, nghĩa là lời của thầy nói đây là có phân biệt rõ ràng. Vì vậy mà chúng ta đó ráng mà lo cúng lại niệm Phật, làm các việc nhân từ, tránh những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, rồi giữ giới luật nữa nha. Cái lối giới luật mà không giữ đó thì thầy không có chấp nhận người đó là tín đồ của thầy đâu. Đó, nghĩa là đàn bà đó không được quýnh bài, không được uống rượu, không được làm những cái điều gì mà phạm luật của nhà Phật, tức là chân lý. Rồi người nam cũng vậy, không được uống rượu, không được quýnh bài, không được tủ sách đàn điếm gì đó. Thầy đã viết ở trong cái 8 điều răn cấm đó, coi đó mà biết đó. Vì vậy mà chúng ta muốn làm cái điều này mà cho được tốt đẹp, sau này chúng ta hưởng một cách toàn vẹn, thì chúng ta phải giữ giới, gìn giới luật. Gìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Như vậy thì Phật bây giờ đang đợi chờ chúng ta
để mà tu hành niệm Phật, để mà ngày nào chúng ta sẽ được Đức Phật là rước về ở cõi đó. Mà Đức Thầy cho biết đó, nghĩa là ở dưới thế gian này đó, bất cứ giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đúng không quý bà con cô bác? Nghèo cũng khổ, giàu cũng ngộ, hai cái người này là khổ hết trơn. Nhưng mà có cái chỗ không khổ đó, là Đức Thầy cho biết đó, về cực lạc mới là hết khổ, mà còn dưới này là phải khổ hoài. Như vậy thì bây giờ mình tránh cái đường khổ đi, mình kiếm cái đường hạnh phúc, cái đường tốt đẹp, mình đi về đó. Bởi vì có một cái đoạn mà Đức Thầy đó đã giới thiệu cảnh cực lạc ở trong quyển thứ 5, chúng tôi xin đọc lại một khúc thôi để cho bà con nghe nha. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Như vậy thì giờ Đức Phật đang đợi chờ chúng ta, mà Đức Thầy đã có giới thiệu sơ về ở cõi Tây Phương. Như vậy bà con chúng ta ráng cố gắng đi. Mà cái thời kỳ này đó, thôi bây giờ lỡ tôi nói luôn nghe cô bác, cũng quan hỷ cho tôi, là năm nè, rồng nè, rắn nè, ngựa nè, dê nè, bốn cái năm nữa chúng sanh thế giới ê hề thay phơi, chứ không phải vừa. Mà bây giờ cô bác thấy có chưa? Dạ thưa, có rồi đó. Ở bên Ukraine, Nga với Ukraine là được chết không biết bao nhiêu, có phải là ê thay phơi chưa? Mà cũng chưa đủ nữa, chưa đủ nữa đó, chưa đủ. Mà nghĩa là Israel với Hamas cũng ê hề thay phơi nữa đó. Rồi là đồng minh nó binh với nhau. Cô bác ơi, cái chuyện này đó là cái chuyện nó rõ ràng đó, tôi mới dám đó. Đồng minh nó binh với nhau, rồi nó đem quân ra, nó tiếp với nhau, nó đánh với nhau, cuối cùng rồi đó nó đem nguyên tử ra nó chơi. Cái thằng nào mà lịch bại đó chịu không nổi đó, giờ mà tao gì hết cái thời ấy rồi, tao hết chịu nổi rồi, giờ đưa ra đó ai chết chết, tao chết cũng được, liều mạng. Thì trong đó có mình nghe quý bà con của bác. Chúng tôi xin tạm dừng cái phần này lại để kể cái phần trước đây, là năm 1945 đồng minh tức là Mỹ nó bỏ bên Nhật hai quả bom nguyên tử, mà không phải nó bỏ liền, nó bỏ bữa nay một quả, nó kêu đầu không đầu, mới nó bỏ thêm quả nữa chịu không nổi, đầu nửa nước Nhật đó cô bác. Mà thời gian đó đó, những cái bom nguyên tử mà cái hơi nó bay tới đâu á thì nó giết người ta tới đó. Ông nội tôi với ông già tôi, hai cha con mà đi chôn người ta, mà chôn giết làm như chôn hết nổi. Vài tiếng hồ cái người này lại kêu lại chôn giùm. Cái vài tiếng hồ sao có nhiều khi đem cái len lên chùi vô trong nhà đó, rửa lên vô mùng nằm chưa được, bao nhiêu người khác lại kêu nữa rồi. Bởi vì thời gian đó đó là năm đó ít người lắm nghe cô bác, nhà ở thì xa mới có nhà thôi, tôi đơn sơ vậy thôi. Mà cái trái minh, cái bơm của đồng minh nó bỏ đó, nghĩa là hồi đó đó như vậy mà hai quả chết nửa nước Nhật. Còn bây giờ một quả bơm nguyên tử đó là nó bằng 4 lần cái quả bơm đó, bằng 4 lần như vậy. Mà trái bơm hồi đó nó không bằng bây giờ. Bây giờ một quả bơm bằng 4 lần. Như vậy mà bây giờ nước nào cũng có đôi chục trái hết rồi, cô bác nghĩ coi như thế nào đây? Nhưng mà đặc biệt có một điều kiện, tôi nói không phải tôi nịnh bên trai, nghe quý bà con cô bác cũng quan hỷ cho tôi. Cái người ăn chay đó, tức là cái máu nó sẽ đổi đi, nó là loài, nghĩa là thực vật, nó không phải loài động vật. Vì vậy mà cái quả, cái chất nguyên tử nó không có, nó không có xâm nhập được. Vì vậy mà nó không hại cái người ăn chay được. Và tôi bảo đảm với cô bác đó, cái người ăn chay mà chuyên ăn chay rồi thì nó không có xâm nhập được. Mà cái người không ăn chay coi chừng nó xâm nhập, xâm nhập vô là nó phải chết, nó phải giết các cái tế bào trong người rồi là một lát chết à đó. Vì vậy mà bây giờ đó cái việc đã tới rồi. Mà Đức Thầy cho biết đó,
là mẹ đã hết rồng bay dở dẫn khắp hoàn cầu nghìn lãnh cùng nhau, hay hoặc giả là ngày nay sẽ lết sẽ lo, hồi nãy tôi có đọc rồi, giờ tôi không có đọc lại, cô bác coi coi nó kéo dài bao nhiêu năm nữa thì mới im được, mà tới chừng im á coi cái mặt mình nó còn hay không, cả cái mặt mình đi xuống đất rồi. Vì vậy đó mà bây giờ bà con chúng ta trước khi chúng ta thấy được, chúng ta biết được, chúng ta phải lo trước đi, chứ để tới nước này đến, để nước đến chôn mới nhảy đùng, nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng có xuồng ghe gặp cũng rầu, chẳng có xuồng ghe chuẩn mới rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhập cầu. Hay hoặc giả là nghĩa là con chim mà nó bay ba cái thời kỳ rồi mà nó không chịu đậu lại, là chim này đấy ba thời kỳ, nếu nó đậu lại nó đâu còn ngồi đấy, nó qua ba thời kỳ thượng nguyên trung nguyên rồi tới hạ nguyên mà nó cũng chưa có chịu đậu, bây giờ cuối hạ nguyên nó mới chịu đậu nha bà con, chút cuối hạ nguyên mới chịu đậu đó. Bởi vì là đức thầy có đoạn đó, đức thầy nói đó, lời ta khuyên đó như cành ghẹo chim bay ba thời kỳ mà mới gần hết cái thời kỳ này mới dám chịu đậu, thôi bà con cũng đậu cùng với tôi đi ha. Mà nếu như chúng ta không đậu thì mỏi cánh lắm, mà đức thầy đó đã tạo nhiều cái điều kiện cho chúng sanh vào tu mà chúng ta cũng không hay biết đó. Bây giờ chim không chịu đậu, cái bây giờ đức thầy tạo cái thiền, mà cái thiền của đức thầy đây đó là nó không có công năng lớn dữ lắm nha cô bác, công năng lớn dữ lắm à, nghĩa là nó đưa chúng sanh từ bờ mê về đến bến giác, nó đưa chúng sanh từ cõi ta bà mà về cảnh cực lạc đó. Đó mà đức thầy có viết, nghĩa là giới thiệu qua con thiền một đoạn đây: thả thiền từ bên giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống, việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra bỗng lại kế trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng trong đổi thay. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, như vậy thì bây giờ đức thầy đã tạo nhiều cái điều kiện cho chúng ta, mà tại sao chúng ta không nắm bắt điều kiện nào thì nó quá uổng đi. Như vậy thì thôi, cái cuộc nói chuyện gặp gỡ quý cô bác vào cái ngày mùng 7 Tết, tức là cái ngày đầu năm, năm là năm con rồng nghe cô bác. Con rồng này là con rồng lửa đó, chứ không phải rồng thường đâu cô bác ơi. Rồng này rồng lửa đó. Đó. Như vậy thì đến đây đó, chúng tôi cũng xin dứt lời. Mà trước khi dứt lời, chúng tôi cũng xin đề nghị với cô bác nào mà ngay giờ này vẫn tu còn kịp đó cô bác. Nếu như chúng ta mà để sấm nổ thì chúng ta không tu kịp. Đó. Mà bây giờ sấm chưa nổ thì chúng ta vẫn còn tu kịp nghe cô bác. Tôi hứa một câu danh dự, cái này là tôi chịu trách nhiệm đó. Bây giờ cứ quy tâm bảo rồi cứ tu đi, mà bây giờ một tháng sau sấm nổ cô bác cũng được đó. Cũng có cái duyên với Phật Pháp rồi, cũng được Đức Phật, Đức Thầy cứu độ hết, không có bỏ sót một ai hết đó. Mà thời kỳ này đó cô bác biết đó, nghĩa là thời kỳ trước đây đó, các vị là hành giả, người ta chọn những cái cây tốt, những cái cây danh mộc, những cái đồ tốt ta đem đi hết rồi, bây giờ để lại cho thầy. Thầy những cái cây là tạp rồi, lá lú tùm lum, mà thầy vì lòng từ bi cũng không bỏ một cái lá, mà thầy không bỏ, thấy không? Vì vậy mà mình thấy coi, rồi mình có tu để mà đền ơn đáp nghĩa lại với công lầy công thầy, thấy không? Mà đức thầy đó viết đây: gom cành lá rụng dung trồng
giống xưa. Giống xưa là giống hồng lạc đó, hồi nãy tôi có kể qua rồi, bây giờ tôi chỉ đơn giản lại thôi. Thì trước khi dứt lời cũng xin có góp cái ý kiến với bà con chúng ta. Nếu bà con nào đã có bước vào quy tâm bảo tu hành thì cứ tu tiến tới, mạnh dạn tu, tin tưởng vào cái sự nghiệp cứu đời của thầy đó, đặt cái niềm tin trọn vẹn mà tu hành. Còn người nào chưa tu mà bây giờ xét lại cho kỹ coi, nghĩa là con người mình đây đó, coi có cái gì mà tồn tại hay không. Thân ta cũng giả, cái gì cũng giả đi, nói tóm lại là cái gì cũng giả đó. Mà kinh Phật cho biết đó, một mai mai một mai giàu sang cũng chết, sạc xài cũng dòng. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Cuộc đời nhiều nẻo gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc đời thêm chán thêm chê, tầm nơi chánh giác mà về mới ngoan. Nghĩa là cô bác thấy coi có cái gì đâu mà được tròn vẹn được. Giàu cũng chết, nghèo cũng chết, biết cũng chết, không biết cũng chết, tất cả đều chết hết, theo luật tuần hoàn của trời đất định rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn khỏi cái cảnh đó thì chúng ta phải bước vào tu hành mà Đức Thầy đã dạy cái con đường cho chúng ta đó. Nghe là Thầy dọn đường cho chúng ta thì chúng ta đi là được đó. Đạo là giống thiệt cái đàn là cái đường đó. Ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh, chúng sanh nào mà đi đường Thầy là tôi bảo đảm đó, chịu đi, chịu làm, mà ăn thiệt, tu thiệt, làm thiệt, nói thiệt, hành thiệt, cái gì cũng thiệt là chắc ăn đó. Thì bây giờ thôi, cái clip này nãy giờ cũng hơi nhiều rồi hả đồng đạo, được bao nhiêu rồi? Dạ, cái cảm ơn lời chia sẻ rất là hay. Và theo cái bài chia sẻ này thì riêng để hiểu á, thì nói về thế sự chút, dạ. Ukraine và Nga không bao giờ kết thúc chiến tranh phải không Huynh? Dạ chưa, chưa. Mà phải đợi đến lúc có quả bom nguyên tử nó phát ra, dạ, dạ. Là xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, dạ, dạ. Mà Đức Thầy đã tuyên đoán trước rồi, dạ. Có một đồng đạo hỏi Đức Thầy, thì Đức Thầy nói là chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu sẽ xảy ra ở Trung Đông, thành thử ra nếu mà kết thúc cuộc diện là phải xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Vậy là ý kiến vậy có đúng như thế nào, để mời Huynh cho thêm vài ý kiến nữa. Thưa, về tôi hồi nãy tôi có đọc lên đó, dạ. Chiến tranh thế giới hề thay phơi đó, dạ. Nghĩa là cái chiến tranh thế giới đó, tức là tôi đã nói rồi, dạ. Không bao giờ mà chạy thoát. Và bây giờ tôi nói thiệt với quý đồng đạo đó, tôi nói câu này không biết nó có hại gì tôi hơn, nhưng mà tôi thấy trước mắt rồi chắc, dạ, không có. Cái thời cuộc mình là mình cái nói, thời cuộc này mình nói rõ ràng rồi, thấy trước mắt rồi đó, dạ. Là không tránh khỏi nguyên tử, dạ. Tôi bảo đảm 100% không tránh khỏi nguyên tử rồi. Là cái thế giới thứ ba này đó, thế giới ai ta cũng sợ, dạ. Ta sợ thế giới thứ ba mà người ta cũng là khuyên lên là nước này nước kia để mà ngừng bắn, mà nó không chịu ngừng, yeah. Nó không chịu nghỉ. Rồi tôi hỏi ông rồi làm sao? Ta biết là cái chuyện xảy tới đó là nó sẽ có. Mà bây giờ mình nói chính xác ra đi, là cái cơ của Phật trời đã định sẵn như vậy rồi, nghe là Đức Thầy đã có nói trước đúng, rồi đúng, mà. Đúng 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 đúng. Dạ? Đúng. Vậy là mình xác định rồi là xác định là nhất định phải có chiến tranh thế giới thứ ba. Phải có, phải có đây là tiêu diệt cái cặn bã xã hội của, yeah. Cái loài người ở trên cái thế gian này mà nó quá xấu xa, yeah. Giật dây chuyền, nói tới đây thôi, tôi nói nó đâm tôi cũng được đi, yeah. Giật dây chuyền rồi giết người lấy của, yeah. Rồi làm đủ cách là đau khổ cho chúng sanh quá, thì bây giờ để lại đâu có được, yeah. Là phải tiêu cái chúng này rồi. Thì bây giờ trước khi dứt lời, chúng tôi cũng xin có ý kiến với quý bà con cô bác xa gần cũng như các em. Bây giờ đó, cái thứ nhất đây đó, bước vào đạo là tu hành đó, nó dễ chứ không có gì khó hết trơn á. Nghĩa là
cái thứ nhất đây đó là cúng lại ngày hai thời, rồi ăn chay ít lắm, tháng cũng được 4 ngày đó, chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, là 4 ngày đó là cái quy tắc của đạo. Chứ còn chúng ta đó là ăn chay thường là thầy đã dạy nhiều, nhưng mà thôi bây giờ tôi nói 4 ngày đi, rồi cảm thấy 4 ngày nó ít quá thì mình tự động mình ăn thêm đó. Rồi khi mà cúng lại rồi đó, ngồi niệm Phật ha, cúng lại rồi ngồi niệm Phật đó, rồi làm các việc từ thiện. Không phải hết trơn từ thiện ai cũng hốt vô mình làm được, các việc từ thiện mà việc nào từ thiện thì mình làm, mà muốn làm được thì làm, không được thì thôi, cái khả năng của mỗi người đó. Rồi tránh những điều độc ác, là bây giờ nói tóm lại là dễ nè, không đâm heo, không hút chó, không mằng gà, không mằng vịt, không gây cái nghiệp đó là điều độc ác đó. Rồi quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Trời ơi, bây giờ cái lòng tôi nó xấu quá, tôi cái tánh tôi tham, tôi gặp đồ người ta cái muốn lượm bỏ túi, thì bây giờ mình rửa bỏ ra, tức là rửa những điều trong sạch đó. Nhưng mà phải đặc biệt có một điều kiện là phải giữ gìn giới luật. Giới luật không giữ thì không bao giờ nào mà Đức Thầy nhận tín đồ ngài, cái người đó là tín đồ ngài. Chúng tôi xin nói thẳng đó, mà cái người tu thì phải lánh hơi men, lánh chứ đừng có nói mà kê vô mượn uống chút. Nó chẳng ơi, có nhiều người tu lâu mà nói có bạn bè có xu gia người ta, mình uống chút với người ta uống không có không được. Ông chú không sao phải không? Không sao, không sao với ông chứ đâu có phải không sao với Phật. Phật đã cấm rồi mà không sao nữa. Vì vậy mà chúng ta phải nghe là tuyệt đối. Nghe lời thầy chỉ dạy. Bây giờ thầy biểu cái gì thì phải làm cái đấy, rồi làm không được cái đó là thôi chứ không có làm cái khác được. Cái đó là không có được. Vậy thì bây giờ đó, nghĩa là trong mấy cái điều mà chúng tôi vừa nêu lên, quý bà con cô bác là dễ tu lắm. Rồi niệm Phật, nhưng mà đặc biệt có một điều là niệm Phật. Niệm Phật nó quý báu vô cùng. Mà Nam Mô A Di Đà Phật á, là 6 chữ này chứ cái công năng nó quá cao. Nghĩa là khi mà chúng ta lâm chung đó, là chúng ta niệm Phật đó, chúng ta nhớ Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm đó thì được Đức Phật A Di Đà được đó. Vì vậy mà chúng ta phải ăn cần niệm Phật, mà Đức Thầy bây giờ đang chủ trương cho tín đồ ngài đó là phải niệm Phật. Pháp môn tịnh độ đó, môn tịnh độ là phương cứu cánh. Vì vậy mà ráng nha. Đó, thì trước khi dứt lời thì cũng kính chúc quý bà con cô bác xa gần nội ngoại hai bên ráng lo tu hành niệm Phật và được dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn, đến ngày dự hội Long Hoa mà Đức Thầy đã cho chúng ta biết đó. Vậy thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc. Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng ba về cực lạc một đàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.